kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng lắng nghe thông tin về quyện Châu Thành kết thúc thực hiện phong tỏa phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ở một số xã trên địa bàn quyện. Qua thời gian thực hiện về việc kết thúc phong tỏa giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, quỹ ban nhân dân quyện Châu Thành thông báo kết thúc thực hiện phong tỏa giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 kể từ 16 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2021 đối với các xã như sau. Thanh Điền, An Bình, Đồng Khởi, Thái Bình, Phước Dinh, Biên Giới, Hảo Đức, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Long Vĩnh, Thành Long, Ninh Điền, Trí Bình. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã có tên trên tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, thuốc men, cấp cứu, quả quạng, thiên tai, gia đình có hữu sự, trường hợp cấp thiết khác cho lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ xem xét chấp thuận. Riêng đối với xã An Cơ và thị trấn Châu Thành, chưa có kết quả xét nghiệm sàng lọc, người dân cần bình tĩnh tiếp tục thực hiện phong tỏa giãn cách để phục vụ công tác tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại địa phương như vậy tính đến 10 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2021, huyện Châu Thành đã kết thúc thực hiện phong tỏa phục vụ xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 tại các xã Thanh Điền, An Bình, Đồng Khởi, Thái Bình, Phước Dinh, biên giới, Hảo Đức, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Long Dĩnh, Thành Long, Ninh Điền, Trí Bình. riêng xã An Cơ và thị trấn Châu Thành tiếp tục thực hiện phong tỏa và chờ kết quả xét nghiệm. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin về kết thúc thực hiện phong tỏa phục vụ xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 tại một số xã ở huyện Châu Thành cài đặt ứng dụng Tây Ninh Smart để nhận thông tin cập nhật nhanh chóng chính xác hơn về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa chỉ www.ttv11.com.vn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến quý tín giả trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio. Thân mến chào tạm biệt.